Xin chào anh chị em, quay trở lại với kênh YouTube của Dugeke. Hôm nay thì lại có một cái món đồ mới, một cái trang bị mới, một cái món phụ kiện mới dành cho VF3. Thì phải lên hình, khoe cho anh chị em luôn. Mặc dù nó vẫn đang trong cái giai đoạn nghiên cứu và hoàn thiện cái sản phẩm thương mại. Nhưng mà đây, mọi người có thể nhìn thấy dây dợ này, vẫn đang rất là lung tung. Dây camera này, đây hai bên thì mình vẫn đang để như này và chưa có gá vào. Đây cam vẫn có thể nhấc lên được, mọi người có thấy không? Đấy thì cơ bản là nóng ruột quá. Thấy một cái sản phẩm nó tiện ích, mình nghĩ là cũng không thể thiếu được ở trên chiếc VF3 này. Nên là mình phải làm cái video này luôn. Thì đó chính là cái màn hình outdoor ở phía sau vô lăng dành cho chiếc VF3 này. Với những cái phiên bản các cái dòng xe điện khác của VinFast ấy, từ VF6 Plus trở lên, VF6, VF7, VF8, VF9 thì nó sẽ có cái phần hấp kính lái phía trên này này. Nhưng mà đối với VF6S rồi là ngược trở lại có VF5. VF5 thì lại có một cái màn hình outdoor ở đây. Đúng không? VF6S thì không có màn hình outdoor, cũng không có hấp kính lái luôn. Nhưng mà VF3 thì cũng đã cắt hoàn toàn về cái việc rằng là trang bị một cái hiển thị cái màn hình outdoor ở phía trước. Thì anh em mình, anh em Dugeke kết hợp với lại team nghiên cứu sản phẩm thì cũng đã ra được một cái món trang thiết bị đây, chính là màn hình outdoor. Cái màn hình outdoor này thì mình đặt ở ngay trên cái khung vô lăng này, ngay phía sau vô lăng này. Mọi người có thể thấy mình đã quét 3D và ra một cái form để có thể đặt cái màn hình outdoor này trực tiếp trên cái form đó và vừa khít ở trên cái vô lăng này luôn. Vậy thì rằng là cái màn hình outdoor này là dành riêng cho VF3 anh chị em nhé. Cái màn hình outdoor này thì nó sẽ hiển thị những cái gì? Thứ nhất thì chắc chắn nó sẽ hiển thị tốc độ của xe rồi, đúng không? Đây chính là màn hình outdoor thì nhiệm vụ chính của nó là hiển thị tốc độ này. Xong rồi hiển thị cái số km mà mình đã di chuyển này. Đấy, hiển thị cả nhiệt độ của pin này, hiển thị cả phần trăm pin còn lại này. Xong rồi là ray, xong đặc biệt là nó còn có cả option áp suất lốp. Đây, nó hiển thị 4 thông số lốp thì sẽ hiển thị trực tiếp ở trên cái màn hình này. Nhưng mà đối với một số anh chị em và đặc biệt nhất là các chị em ấy, thì sẽ cần cái option này, đó chính là cái cam cạp lề. Đây mọi người có thể thấy nó hiển thị không? Cái cam thì hiện tại thì mình đang trong quá trình chuột mạch nên mình mới gắn tạm và đấu cam hai bên thôi, chứ chưa có căn góc chính xác hay là đặt cái góc chính xác để cho mọi người có thể có một cái góc nhìn khách quan về cái bản thương mại. Nhưng mà trong video này mình cũng nói hết được những cái option của nó. Hy vọng là anh chị em có thể hiểu được rằng là cái sản phẩm của mình nó sắp ra mắt thì nó có những cái tính năng gì. Về cái hiển thị, mọi người có thể thấy này, hiện tại thì trên cái màn hình outdoor của con VF3 này là cái bản tiền thương mại ấy, thì mình chưa cho cái hình ảnh của con VF3 vào. Nhưng mà cái bản thương mại thì chắc chắn là sẽ có cái hình ảnh chính xác của con VF3 mình sẽ đưa lên trên cái màn hình outdoor này luôn. Và đặc biệt là về cái giao diện. Giao diện thứ nhất thì là giao diện khi đang di chuyển đi, thì mọi người có thể nhìn thấy cái màn hình outdoor ở đây đúng không? Rồi là cái giao diện khi sử dụng. Đây, em quay vào đây. Quay vào đây giúp anh. Thì nó sẽ hiển thị ra chiếc xe của mình. Đúng không? Cái xe này mình sẽ thay thế nhé. Bây giờ mới là một cái bản, một chiếc xe demo thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi cái bản thương mại ra thì chiếc xe VF3 và có thể rằng là cái màu sắc của chính cái xe của mình thì nó sẽ hiển thị ở trên cái giao diện chính của cái màn hình outdoor này. Đấy, xong rồi bao gồm về hiển thị được giờ này, hiển thị nhiệt độ của pin này, hiển thị outdoor này, hiển thị cái dung lượng pin còn lại. Đấy, đầy đủ thông số luôn. Rồi là xi nhan thì hiển thị cam cạp lề, nó sẽ hiển thị ở một phía bên góc phần lớn. Đấy, và cái góc còn lại thì nó cũng sẽ hiển thị cái đồng hồ outdoor như thế này luôn. Sau khi mà mình có đăng tải một số cái video ngắn ấy về cái màn hình outdoor này thì mọi người có hỏi rằng là cái màn hình này liệu nó có cần thiết không? Hay là với cái kích thước mà 6.2 inch như thế này thì nó có bé quá hay không? Thực ra là cái chiếc màn hình outdoor này này, đây đừng đi cái team nghiên cứu cái sản phẩm của anh em mình ấy thì đã bê trực tiếp ở cái bản độ của cái màn hình outdoor của con Tesla sang, chính xác như thế, và thông số của nó là 6.2 inch. Nó sẽ có một cái thông số lớn hơn đâu đấy, nó trên 8 inch. Nhưng mà vì sao thì mình vẫn quyết tâm mình lựa chọn cái màn hình 6.2 inch này? Thứ nhất là nó sẽ tối ưu được về cái chi phí của cái sản phẩm khi nó ra trên thị trường để nó phù hợp với lại chiếc xe này, đúng không? Thứ hai nữa là khi mà mình đã chọn cái phương án rằng là đặt cái màn hình outdoor này ngay ở trên vô lăng chứ không phải trên táp lô,
Bởi vì nếu bạn để ở trên tablo thì nó sẽ là một cái, nó gần như là một cái vật cản gì đấy, thì nó sẽ che khuất một cái góc tầm nhìn của mọi người và nó rất là chướng mắt ở phía đằng trước, đúng không? Vậy nên là mình chọn là đặt trên đằng sau cái vô lăng này. Thì cái màn hình ý, mình phải chọn kích thước làm sao mà khi mà mình sử dụng, mình di chuyển, mình vần vô lăng như này này, mình cũng có thể dễ dàng quan sát odo ở phía đằng sau và không bị che khuất hay là khó quan sát cái thông số ở trên cái màn hình này. Cho nên là mình vẫn chọn cái kích thước màn hình là 6.2 inch thì mình nghĩ là phù hợp. Rất là mong mọi người là sau khi cái bản thương mại ra mắt ý, thì mọi người ủng hộ và sẽ có thêm những cái đóng góp cá nhân của mình để cho mình ngày càng hoàn thiện sản phẩm hơn. Ngoài những cái món đồ, những cái trang thiết bị mà thiết yếu ở trên con V3 này, ở những cái video lần trước ấy mà mình có chia sẻ ấy, thì cái màn hình Odo này cũng là một cái sản phẩm, một cái trang thiết bị mà anh chị em nên cân nhắc sử dụng. Bởi vì sao? Nó tích hợp giữa cả màn hình Odo này, có nghĩa là hiển thị tất cả các thông số của xe, đúng không? Rồi là bao gồm là có thể mọi người có thể chọn thêm cái option là hiển thị áp suất lốp. Áp suất lốp là một cái thông số mà cũng rất cần thiết để giúp để mình kiểm soát cái xe, đúng không? Có thông số để có thể yên tâm lái xe hơn. Rồi là hiển thị option, có thêm option hiển thị cả cam cặp lề. Đấy cũng là một cái option, bởi vì là theo quan điểm của mình là xe thì nhỏ thật, quan sát thì cũng dễ thật, nhưng mà cái xe này mục đích sử dụng là mình sẽ đi ở qua những đường ngắn này, đặc biệt là khi mà di chuyển trong phố ấy, những cái con ngõ chật hẹp hay những con đường chật hẹp hay là những cái quãng đường chợ mà mình đi qua, thì mình có một cái cam cặp lề hiển thị được cả hai bên và theo dõi được cả hai bên để giúp mình quan sát, mình lái xe dễ dàng hơn ấy, thì cũng là một cái tiện ích khá là hay. Đấy, như mình nói ngay từ đầu đấy, là chị em phụ nữ là mình nghĩ là cái trang thiết bị này cũng cần thiết đấy. Mình biết rằng là có nhiều chị em lái cứng còn thậm chí không cần cam lùi cơ, nhưng mà đối với phần đa chị em phụ nữ là mình nghĩ đây là một cái trang bị cần thiết, nên là rất mong được anh chị em ủng hộ. Ngoài những cái trang thiết bị khác thì đây cũng là một cái option mới khá hay ho đấy. Và một cái bản sắp tới mình sẽ ra cái bản thương mại chính thức và hoàn thiện, thì mình sẽ có một cái video tiếp theo và trải nghiệm nó trên đường thực tế tiếp theo. Rất là mong mọi người ủng hộ Doeke. Xin phép và gặp lại ở những video tiếp theo nhé.